Thưa quý vị và các bạn, vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới, việc đào tạo bố trí cán bộ công chức viên chức là nữ tham gia trong các cơ quan ban ngành đoàn thể, giữ chức vụ lãnh đạo luôn được các cấp ủy, chính quyền đặc biệt quan tâm. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ nữ ngày càng trưởng thành, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Huyện Con Giấy có hơn 650 nữ cán bộ công chức viên chức, trong đó có nhiều cán bộ nữ đảm nhận những vị trí lãnh đạo trong hệ thống chính trị của địa phương. Giai đoạn 2016-2020, huyện Con Giấy đã bổ nhiệm và giới thiệu ứng cử 13 lượt cán bộ lãnh đạo quản lý là nữ. Với bản thân là người dân tộc thiểu số vừa là phụ nữ thì cũng được sự quan tâm để được cử đi học các cái lớp về chuyên môn và bên cạnh đó thì được đào tạo về chính trị. Với phụ nữ mà được giao cái nhiệm vụ trọng trách thì nhiệm vụ đối với là chủ tịch của một thị trấn thì cũng rất là lớn. Nên bản thân cũng thấy rõ được cái trách nhiệm nên cũng hết sức cố gắng trong cái thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà cấp trên giao. Giai đoạn 2016-2020, huyện Con Giấy đã cử 525 lượt nữ cán bộ công chức viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị và tiêu chuẩn theo ngạch, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo quản lý và cán bộ nữ trong diện quy hoạch. Hàng năm thì cán bộ nữ thì được cử đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, về các chứng chỉ liên quan đến các cái tiêu chuẩn quy định. Thì đối với cán bộ nữ tại thị trấn thì trong thời gian qua thì đến nay thì cũng đã đạt được các cái tiêu chuẩn theo quy định. Và đồng thời công tác bố trí cán bộ nữ thì được cấp ủy hết sức quan tâm, thì bố trí các cái chức danh đảm bảo về tiêu chuẩn, đảm bảo về các cái chỉ tiêu mà theo quy định. Trên cơ sở quy hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn và kế hoạch tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, các cấp ủy và chính quyền địa phương đã tạo điều kiện để cán bộ nữ cống hiến và trưởng thành, phấn đấu tăng tỷ lệ nữ trong các cấp ủy đảng, cơ quan nhà nước và trong các lĩnh vực quản lý xã hội, y tế, giáo dục. Khi mà được lãnh đạo cấp ủy chính quyền tin tưởng giao nhiệm vụ thì bản thân tôi cũng trên cơ sở cái năng lực rồi là kinh nghiệm thực tiễn của bản thân đã trải qua trong thời gian qua thì bản thân cũng muốn thứ nhất là khẳng định bản thân mình là cán bộ nữ để góp phần với đội ngũ cán bộ của huyện thực hiện tốt các cái nhiệm vụ liên quan đến là chính trị cũng như là phát triển về kinh tế văn hóa xã hội trên địa bàn huyện nói chung. Xác định công tác cán bộ là khâu then chốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Con Giấy đã chỉ đạo Ban Tổ chức tham mưu về công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, đối với cấp huyện, có 8 trên 39 cán bộ nữ tham gia vào cấp ủy. 4 trên 7 xã thị trấn có nữ tham gia vào vị trí lãnh đạo cấp ủy cũng như chính quyền địa phương. Với cái chức trách nhiệm vụ được giao thì nhìn chung thì trong thời gian vừa qua thì đối với các đồng chí là cán bộ nữ chủ chốt thì cũng luôn phát huy được cái vai trò chức năng nhiệm vụ của mình làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền về mọi lĩnh vực được phân công thì cũng đã góp phần trong cái việc mà phát triển cũng như là kinh tế xã hội cũng như là xây dựng hệ thống chính trị của cấp huyện cũng như là cơ sở ngày càng vững mạnh. Đến cuối năm 2020, tỉnh Kon Tum có gần 11.000 cán bộ công chức viên chức là nữ, chiếm tỷ lệ khoảng 65%. Trong đó, tổng số nữ đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo chính quyền các cấp hơn 200 người, chiếm tỷ lệ khoảng 21%. Đồng thời đã tổ chức đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị và trình độ đại học cho hơn 7.000 lượt cán bộ nữ. Hàng năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng đã có kế hoạch phối hợp và tổ chức mở các lớp đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ hội chủ chốt, từ chủ tịch, các phó chủ tịch cấp huyện và cấp cơ sở. Thì trong đó thì ưu tiên đối với những cán bộ hội mà mới được
bố trí sắp xếp về công tác hội. Qua công tác đào tạo bồi dưỡng như thế thì đội ngũ cán bộ hội các cấp ngày càng nâng lên về số lượng và chất lượng và đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong các công tác hội trong cái tình hình hiện nay. Việc đào tạo bố trí cán bộ nữ không chỉ tạo động lực để họ phấn đấu trong công tác mà còn là cơ hội để phụ nữ chứng tỏ được năng lực, cống hiến và phát huy tài năng của mình có thể đảm đương nhiệm vụ được giao và nâng cao vị thế của người phụ nữ trong xã hội hiện đại.